Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của truyền hình Đại Dinh hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 7 năm 2022. Và trong chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Trà Vinh phát hiện các vật thể xác máy bay của quân đội Mỹ trên phần đất của ông Lê Văn Chăm, khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đến dự và trao quyết định công Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Ngô Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh và nhấn mạnh đây là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vì vậy, mong ông Lâm Hữu Phúc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể lãnh đạo đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tiếp thu những ý kiến giao nhiệm vụ của cấp trên, đồng thời hứa trước lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống của ngành, xây dựng đoàn kết nội bộ cùng tập thể lãnh đạo sở và cán bộ trong ngành hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 7, Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Giao, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng 110 đại biểu cựu chiến binh ưu tú đại diện cho trên 2.200 hội viên cựu chiến binh huyện Tiểu Cần. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện luôn đoàn kết giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp hội luôn tích cực vận động hội viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, vận động hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào do địa phương phát động, tiêu biểu là phong trào hội viên cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội đã đóng góp trên 700 ngày công lao động, tự nguyện hiến 9 hecta đất, 655 cây trái, tổng trị giá trên 18 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giúp cho 46 hội viên thoát nghèo, hỗ trợ xây dựng 176 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh thuộc diện gia đình chính sách với số tiền 7,7 tỷ đồng, thăm tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn với số tiền trên 725 triệu đồng. Đến nay toàn huyện không còn hộ cựu chiến binh nghèo, 581 lượt hội viên được công nhận hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 100% gia đình hội viên được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa nông thôn mới. Đại hội cũng xác định rõ mục tiêu công tác hội nhiệm kỳ 2022-2027 là tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, kết nạp trên 85% đối tượng đủ điều kiện, 90% tổ chức hội và trên 80% cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Trần Diệt Quân được đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 12 tháng 7, Thành đoàn Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Trà Vinh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự đại hội có đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư tỉnh đoàn Trà Vinh, đồng chí Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh, cùng 120 đại biểu chính thức được triệu tập từ các cơ sở đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, thanh niên thành phố Trà Vinh luôn ý thức được trách nhiệm của mình và sẵn sàng tham gia vào mọi lĩnh vực. Thông qua các phong trào do đoàn phát động, lực lượng thanh niên đã có những đóng góp to lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vai trò của thanh niên thành phố Trà Vinh được khẳng định ngày càng rõ hơn trong xã hội. Từ đó, thành đoàn Trà Vinh thực hiện đạt 9 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, đó là hàng năm 10 trên 10 đoàn phường, xã có xây dựng mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế, vận động xây dựng mới 42 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ đạt 120% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
các cơ sở đoàn xây dựng được 86 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, tổng trị giá trên 3,7 tỷ đồng. Thành đoàn thực hiện 8 công trình thanh niên cấp thành phố trị giá trên 400 triệu đồng, phối hợp hỗ trợ các nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ hàng năm cho trên 4.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, đạt 464% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tư vấn hướng nghiệp cho gần 19.400 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh, giới thiệu việc làm cho 9.400 đoàn viên thanh niên, đạt 158% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 10 trên 10 đoàn phường xã có 112 thanh niên làm kinh tế trong các loại hình lập thân lập nghiệp. Đại hội tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 ủy viên. Đồng chí Đặng Thị Trúc Nhiên được đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh bí thư thành đoàn Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí. Sáng nay ngày 13 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức cứu trợ quốc tế SPER, tổ chức hội nghị khai mạc dự án sinh kế và dự án hỗ trợ cộng đồng ứng phó với hạn hán trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2, 2022-2023. Dự án sinh kế Trà Vinh và dự án hỗ trợ cộng đồng ứng phó hạn hán được sự tài trợ của tổ chức cứu trợ quốc tế SPER của Mỹ, cùng sự phối hợp thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Trà Vinh. Trong giai đoạn 2, dự án sinh kế Trà Vinh sẽ được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ bò sinh sản bê con và xây dựng mô hình trồng trọt phù hợp với thổ nhưỡng cho 70 hộ nghèo cận nghèo tại huyện Duyên Hải. Riêng dự án hỗ trợ cộng đồng ứng phó hạn hán có thời gian thực hiện là 10 tháng tại huyện Cầu Ngang. Tổng số vốn viện trợ là gần 1,3 tỷ đồng. Dự án này sẽ hỗ trợ xây dựng đường ống kết nối với mạng lưới cấp nước, tăng khả năng tiếp cận nước sạch cho 370 hộ dân hưởng lợi trong dự án. Hai dự án sinh kế Trà Vinh và hỗ trợ cộng đồng ứng phó hạn hán do tổ chức SPER tài trợ không chỉ giúp nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các hộ Khmer nghèo, không đất sản xuất, mà còn góp phần xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề việc làm và giảm nghèo bền vững cho địa phương, cũng như qua đó nâng cao kiến thức về thực hành vệ sinh và bảo vệ môi trường cho mỗi người dân trong tình hình biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn 1, dự án sinh kế Trà Vinh đã tài trợ 2 tỷ để cung cấp 160 con bò cái, lai xin và bê con cho 80 hộ gia đình tại huyện Trà Cú. Riêng dự án hỗ trợ cộng đồng ứng phó hạn hán với tổng số vốn hỗ trợ hơn 3,4 tỷ, đấu nối đường ống nước và đồng hồ nước cho 574 hộ dân tại huyện Cầu Ngang. Ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Kè kết hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo tư vấn tuyển sinh du học tại Đài Loan. Bà Nguyễn Thị Triền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Kè đến dự. Tại buổi hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khoa học Giáo dục GBS Việt Nam giới thiệu về chương trình đào tạo hướng dẫn các điều kiện, thủ tục đi du học cũng như chính sách hỗ trợ tại các trường đại học hàng đầu ở Đài Loan với nhiều ngành nghề theo hình thức vừa học vừa làm để tạo điều kiện giúp cho học sinh, sinh viên có thêm nguồn thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt, học tập tại Đài Loan. Đồng thời, tại hội thảo, các đại biểu còn được nghe đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông tin một số chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ tiền, vốn vay ưu đãi cho người lao động và học sinh, sinh viên đi học tập, làm việc tại nước ngoài theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Thông qua nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội, học sinh sinh viên được vay vốn bằng tín chấp, mức cho vay bằng 100% chi phí được ghi trong hợp đồng du học, mức tối đa không quá 150 triệu đồng một người. Lãi suất 0,55% một tháng cùng một số chính sách hỗ trợ khác có liên quan. Hội thảo lần này là cơ hội giúp cho phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn huyện Cầu Kè nắm bắt được các thông tin về chương trình nghề nghiệp đào tạo, điều kiện, thủ tục đi du học tại các trường đại học hàng đầu ở Đài Loan. Đồng thời hiểu các chính sách hỗ trợ của đảng, nhà nước cũng như của tỉnh để từ đó định hướng và có được sự lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp nhất với sở thích, đam mê, điều kiện kinh tế và năng lực học tập của bản thân và gia đình. Ngày 12 tháng 7, Công an Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp quản lý căn cước công dân cho 200 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Dự lễ khai giảng có Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thị Quang, Trưởng khoa Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, các học viên được trang bị kiến thức về quy trình đăng ký cư trú và hướng dẫn sử dụng phần mềm cư trú trong quá trình thực hiện, với các nội dung như điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, giải quyết tách hộ, đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, khai báo, tiếp nhận thông tin về cư trú đối với người không có nơi cư trú, tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, quy trình thực hiện ký số.
Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia lớp bồi dưỡng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu kiến thức, nắm vững quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo vận hành hai hệ thống một cách thành thạo, hiệu quả, an ninh, an toàn, phục vụ các yêu cầu công tác nghiệp vụ công an một cách tốt nhất, đặc biệt là qua triển khai thực hiện thực tế ở cơ sở có những khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo để tháo gỡ, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Ngang tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Trường Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến dự có ông Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Ngang. Trường Thọ là xã nghèo thuộc chương trình 1-3 năm giai đoạn 3 của chính phủ với 73% đồng bào Khmer sinh sống. Để đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã quy động nguồn lực hơn 167 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương, tỉnh hơn 22 tỷ đồng, vốn các chương trình lồng kép hơn 119 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Từ đó, hệ thống giao thông trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, đường liên ấp nội đồng gõ xóm đạt 100%, không lầy lội do mùa mưa. Thu nhập bình quân đạt hơn 52,4 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,94%. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phấn đấu, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Thọ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị xã Trường Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng phát huy các tiềm năng và lợi thế kinh tế của xã, tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo, nâng cao đời sống nhân dân. Dịp này, lãnh đạo huyện ủy trao tặng 5 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho những cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Ngày 12 tháng 7, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh chủ trì hội nghị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 51. Theo kế hoạch, thì đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 này sẽ tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4, tiêm liều nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và đảm bảo tiêm hết số lượng vaccine trước khi hết hạn sử dụng, tránh để lãng phí trong tiêm vaccine. Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng tối đa, các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cao cho học sinh trong tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng, không để xảy ra dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Trong đợt tiêm này, thành phố Trà Vinh có 2 điểm tiêm đặt tại Ủy ban Nhân dân phường 1 và khu khám của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cũ. Thời gian tiêm dự kiến từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 7, tiêm cho các đối tượng theo kế hoạch, và từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 sẽ mở rộng đối tượng tiêm. Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh đề nghị các trường khẩn trương lập danh sách học sinh và giáo viên đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19. Trung tâm Y tế thành phố bố trí lịch tiêm phù hợp, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch tiêm vaccine phòng COVID-19 để người dân nắm biết và tham gia tiêm chủng đầy đủ. Ngày 12 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng đoàn khảo sát của Bộ Tham mưu Quân khu 9 và Phòng tác chiến hóa học bảo vệ an ninh quân khu đã tiến hành khảo sát khu vực phát hiện các vật thể xác máy bay của quân đội Mỹ cùng một số vật liệu khác trên phần đất của ông Lê Văn Châm, sinh năm 1968, cư trú tại khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải. Trước đó, ngày 8 tháng 7, ông Lê Văn Châm trong quá trình cải tạo hồ tôm để nuôi tôm công nghệ cao thì phát hiện có vết dầu xì lên từ lòng hồ, nên ông đã dùng máy cuốc để cuốc lên và phát hiện nhiều vật thể kim loại. Sau đó, ông gom lại bán cho một người mua phế liệu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duyên Hải đã tiến hành cử lực lượng xác minh, phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cử lực lượng công binh kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đến lập biên bản hiện trường và tiến hành thu gom về Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duyên Hải các vật thể xác máy bay, dù phi công, một số trang bị có ký hiệu US-Navy, một số ký hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Qua khảo sát, đoàn cán bộ quân khu 9 nhận định các vật thể trên là các mảnh vỡ máy bay của Hải quân Mỹ thuộc phi đoàn khu trục năm 14 trong thời kỳ chiến tranh. Đồng thời, lực lượng công binh dùng máy rà soát và phát hiện tín hiệu dày đặc tại khu vực đã phát hiện trước đó. Nhưng do địa hình sình lầy, trời mưa nên không thể tiến hành tìm kiếm thêm vật liệu. Đối với các vật liệu do ông Lê Văn Châm bán phế liệu trước đó đã được công an thị xã Duyên Hải phối hợp truy tìm được và lập biên bản tạm giữ chờ xử lý. Đồng thời báo cáo về trên xin ý kiến chỉ đạo tiếp tục xử lý trong thời gian tới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ.